có chuyện gì vậy mà? Mày phá, mày phá vừa vừa tôi phải không? Mày chạy hả? Mày nhắm mày phát khỏi cái phòng này không? Hả? Gì vậy ba? Mày hỏi cái gì nữa hả? Tao nói mày gửi tiền quan trực, mày gửi chưa? Tao gửi rồi mà. Tao gọi nói mày gửi 5 triệu mà mày gửi 50 triệu. Hả? Mày đứng lại. Ba ơi, ba. Mày chạy hả? Dạ. Mày là cái thằng phá hoại. Mày chạy phải không? Ba ơi. Ba ơi. Tao nói mày đứng lại. Ba. Mày đứng lại. Ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba đừng có như vậy mà ba. Ba nghe con nói nè. Ba ơi. Mày không đứng lại. Mày đừng có hỏng ba nhà này. Dạ không. Con đứng lại. Đứng còn sao? Đứng lại. Ba ơi. Ba. Mày chạy. Mày ngon mày chạy luôn đi. Con ngon mày về. Mày mà về hả? Tao quánh mày cho vợ mày nó nhận không ra mày luôn á. Trời ơi. Ủa anh Ngọc. Tâm Y. Dạ. Là anh Biểu. Một hồi nữa chắc thằng Ngọc nó sẽ mò về. Con khóa cửa cẩn thận, không cho nó vô, nghe chưa? Dạ. Còn nữa, nếu mà nhìn thấy nó, báo cho biết liền. Dạ, con biết không? Ừ. Dạ, alo ạ. Alo, chào Ý. Chúc mừng em là người được chọn ngẫu nhiên để hưởng ưu đãi mua đất của công ty chị. Mua đất hả chị? Dạ. À, nghe chị nói thì miếng đất đó cũng tốt lắm. Nhưng mà chị nói nhân trạch ở đâu vậy chị? Ồ, chị chờ xíu nha. Dạ, chú cần con lấy gì hả? Dạ. Là em nè. Mà chị nói về sao là đất có giá hơn hả? Là gấp 3 luôn hả? À, chuyện này phải giữ bí mật hả chị? Dạ, em hiểu rồi. Nhưng mà chị ơi, chắc em phải tới đó coi thử quá à. Chứ bây giờ em không có nhiều tiền đầu tư. Em còn có 300 ngàn à. Dạ. Ê, chú. Còn tìm mua đất hả? Dạ, dạ không có đâu chú. Có thông tin nội bộ bí mật cho chú biết với. À, bí mật không thể bật mí đâu chú. Vậy con tin dấu riêng kiếm lời của mình đúng không? Dạ, dạ không phải. Tại vì chị đã nói là con phải giữ bí mật, không được nói với ai hết đó. Nè, con thấy vấn đề hả? Dạ. Nếu miếng đất đó kiếm lời nhiều như vậy thì tại sao không giữ lại để mà kiếm lời, mà cho con một người lạ quắc vậy á tham gia vô? À, cũng đúng ha. Nhưng mà nè, chú giờ cảm thấy buồn con lắm đó nha. Dạ, sao vậy chú? Vì con kiếm lời một mình. Chú ơi, không phải đâu. Chứ sao? Tại con sợ nhiều người thì chia lời ít đi thôi à. Một cô gái thật xinh đã đến và hôn vợ môi của tôi. Xương quá trời quá đất. Xương quá trời quá đất. Cô gái đó là em đúng không? Chứ ai nữa. Bố xa hai đứa. Ủa, đi đâu mới về? Đi ngoài cái tí việc đó mà. Mày sao nay về trễ vậy? Tại vì... Anh ơi, anh vô đi. Chào mọi người. Chào anh. Ủa, anh này phải là cái anh hôm bữa bị cháy cái áo không? Ủa, anh Ngọc. Cô giáo ở đây hả? Dạ đúng rồi. Thiệt là ngại quá. Ủa, mà anh ai qua đây thì biết được. Ngọc. Dạ. Sao cô lại đến đây vào giờ này? Công nhận nhà cô đẹp ghê ha. Cổ điển mà tinh tế nữa. Nhưng mà mấy nhà này ở mình sợ ma lắm không? Có gì đâu mà sợ ma chứ. Ở đây đông người vui mà. Dạ đúng rồi. Ủa, sao con lại đến trễ vậy? Dạ, con với ba con bất đồng một số chuyện ở công ty. Cho nên cô cho phép con ở đây vài ngày nha cô. Không sao đâu, con được khách sáo. Cô đồng ý mà. Nhưng chỉ có điều là ở đây hơi bất tiện một chút đó. Dạ không sao đâu cô, con cảm ơn cô trước nha. Nhưng mà nếu được á, cô gặp ba con, cô đừng có nói là con ở đây nha. Cô biết rồi. Julian. Dạ. Còn có bộ đồ nào cho anh mượn đỡ nha. Quý mà đem, có liền. Anh, theo em. Dạ, đi thay liền. Dạ, đi thay đi. Chào cả nhà. Dạ. Dạ.
Hôm bữa tôi gặp ông ở công viên á là tôi thấy thích rồi. Mà lần này á càng nhìn ông càng đẹp trai nha. Ừ, đẹp trai dễ thương mà đã vậy á tính còn hiền nữa chứ. Ảnh được mệnh danh là Ngọc Sama. Nhiều khách hàng làm gì cái ảnh á, đặc biệt là khách hàng người Nhật thích ảnh lắm á. Ừ. Nhìn cậu ấy ai mà không thích chứ. Ở độ tuổi đó mà được như vậy là quá hấp dẫn rồi. Trời, con là con trai mà con còn thích ổng nữa, nói chị ai. Mạnh Ngọc á, tốt thiệt á. Những người yêu thích Minh Ngọc. Anh đang ở nhà của Julian. Tối nay anh ở đây một đêm nha. Chú ơi, sao người chú thơm quá vậy? Kết chú rồi đó nhé. Thành viên mới Harry. Ủa cô hả? Con xin lỗi cô. Hết hồn hết vía. Tại con mặc nguyên bộ đồ trắng, con tưởng con ma trong này nhảy ra ngoài. Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Dạ xin lỗi cô, tại con chưa buồn ngủ, coi phim ma chút xíu sợ và dễ ngủ. Dạ cô ngủ trước nha cô. Quỳnh thiệt đó. Không muốn ngủ phải để người khác ngủ chứ. Người gì đâu mà vô ý vô tư quá vậy. Lễ liễu rút khỏi danh sách. Có ai trong đó không? Có ai không? Ủa? Sao kỳ vậy ta? Gõ cửa không ai lên tiếng hết. Mà cửa là khóa. Ủa anh Ngọc, cái cửa bị hư rồi. Hả? Nếu mà anh muốn mở á thì... Hay vậy hả? Đúng rồi, cái xài này. Cửa toilet giống thùng ATM vô quẹt thẻ mở được hả? Cảm ơn nha. Dạ, chào cô. Ừ, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ, cũng được cô. Mà hình như cô có vẻ mệt mỏi quá vậy. Đù téo suốt đêm ai mà ngủ cho được. Dạ. À thôi cô đi nha. Dạ, con chào cô. Ê chị về trước nha. À, chị ơi. Hả? Em có làm một chú chiên nè, chị ghé lại ăn đi rồi về. Tất nhiên phải ăn rồi. Ủa không bận gì sao? Thì bận gì cũng phải ăn xong mới về được chứ. Cậu ngồi xuống đây ăn luôn đi. Ủa chị nghe nói em mới có điện thoại là anh này á hả? Ừ, dạ chú Julian có lưu số điện thoại của mọi người ở trong nhà trọ cho em hết rồi đó chị. Ủa chị đang làm gì vậy? Ừ, chị chụp hình selfie á, chụp hình tự sướng á, biết không? Nè, cầm đi, để chị gọi qua. Nè, từ đây về sau mỗi lần chị gọi em là sẽ hiện cái hình cái mặt chị lên vậy đó. Chị làm hay quá vậy. Ừ. Ôi, thì ra cái này còn dùng để chụp hình nữa hả? Đúng rồi. Bộ chị chưa chụp hình bằng điện thoại hả? Ừ, chưa, ở trên núi không có điện thoại, tôi còn chưa xài nữa không gì. Nè, để cho chị chụp hình cho, đây. Nè nha. Đây nè, nó có cái hình mà máy chụp hình nè, thấy không? Em bấm vừa đó, nó sẽ hiện lên vậy nè. Nguyên, qua đây, cô chụp cho nè. Thôi, không chụp đâu. Đấy, cô chụp cho. Thôi, không chụp đâu mà. Nè, nói không chụp đâu mà. Trời ơi, cô xém xíu nữa. Ăn luôn cái điện thoại mới này rồi. May quá. Ủa, chị... đang ăn mà cậu đi đâu vậy? Em no rồi. Ăn mà còn... như đây mà nó dục uống vậy trời. Ủa mà thiệt tình là đó giờ em chưa chụp hình selfie lần nào luôn á hả? Selfie là cái gì chị?
Đây nè, để chị chỉ cho. Đưa điện thoại lên cao nha, mắt nước lên gì nè, mặt trợn lên. Đó, đó, thổi nè, đó, chụp thử đi. Dạ. Hai người đang làm gì vậy? Chơi giật tay hả? Ừ. Đúng rồi anh, giật tay. Tiếp nè. Nãy hả? Không thua đâu. Rồi. Để tay gì sao đúng, thua phải rồi. Em phải để tay cho chuẩn cái chỗ này nè. Chuẩn chỗ này là chỗ nào? Cho, đây nè, ví dụ đây ha, phải chuẩn vậy nè. Chứ để cái tay em nó lệch để em thua, hiểu không? Quốc ơi, gì? Anh có điện thoại kìa. À, ừ. Đợi tôi đi. Tôi lên nghe điện thoại xong xuống, tôi có cách để tay mới là chết với tôi. Rồi đợi ông nha. Julian. Dạ. Chơi với anh đi. Ngày xưa còn đi học á, anh là vô địch giật tay đó. Ờ, ok anh. Vô ha. Từ nha. Để mở 2, 3 nha. 1, 2, 3. Ôi da. Sao mà giật nhanh quá vậy? Chơi lại một lần nữa đó. Lần nữa nha. Chắc em cũng phải chuẩn bị đi rồi, tại em có xíu việc á. Chơi lại một lần nữa thôi, đâu có tốn nhiều thời gian đâu. Đi làm lại một lần nữa nha. Từ từ nha. Anh đếm quá nha. Dạ rồi, em xin phép em đi nha. Khoan. Chơi với anh thêm một lần nữa nha, lần cuối. Em trễ lắm rồi anh, một lần chơi một lần cuối nữa thôi nha. Một lần cuối của anh nãy giờ là một tiếng đồng hồ rồi. Anh hứa bây giờ một lần cuối thiệt á nha. Một lần nữa nha. Ừ, một lần nữa. Từ từ nha. 2, 3. Dạ rồi, em xin phép đi nha anh Ngọc. Khoan, dạ. Ngồi xuống. Cái gì nữa vậy anh? Em trễ lắm rồi. Tại sao lại có thể có một người đàn ông mạnh đến như vậy được? Chơi với anh thêm một lần nữa. Dạ thôi. Một lần này chắc chắn là anh sẽ thắng em nè. Một lần cuối cùng thôi, anh sẽ thắng em thiệt á. Rồi một lần cuối cùng nha. Ừ. Dạ rồi. Từ từ nha. Từ từ nha. Đếm nha. Em đếm nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, anh thắng rồi, em đi nha. Ngồi xuống. Anh Ngọc, anh kêu là anh thắng là em đi mà. Trời gian nha. Rõ ràng là em giả bộ em thua. Làm sao mà thắng dễ dàng gì được. Bây giờ chơi danh thêm một lần nữa đi. Chơi một lần cho đàng hoàng vô. Rồi em đi đâu em đi. Một lần nữa thôi. Rồi một lần cuối cùng em đi đâu em đi nha. Ờ. Không có chơi gian, không có nhường nha. Tính anh ghét ai nhường lắm á. Từ nha, đếm đàng hoàng nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, em xin phép đi nhanh Ngọc. Cái gì đấy vậy? Trời ơi. Julian rút khỏi danh sách. Ủa, dữ gì vậy? Anh trả thầy á. Ủa, chuyện gì em? Em đang tắm, tự nhiên ổng mở cửa xong vô, thấy người em hết trơn rồi nè. Không phải vậy đâu. Sao? À, cái gì đây? Mình tự không có người trống cho nên anh mới mở cửa vô. Người ta tắm mà không có người thì ra mượn cái thẻ của tôi là vô coi người yêu tôi tắm được không? Không, bình tĩnh nghe em nói nè, anh không có thấy gì hết đó, tôi thiệt á. Là sao? Anh chỉ thấy có cái lưng không à? Muốn chết hả? Thêm hai người rút khỏi danh sách. Chị chị cho em mượn điện thoại của chị coi tấm hình nãy mình chụp đi. Ừ. Ủa? Cái gì đây? Mấy người coi chừng tôi đó. Không có thoát được cặp mắt của tôi đâu. Công nhận nhỏ này rảnh thiệt ha. Cho em mượn đi. Ừ. Chị ơi chị, sao trong máy của chị không có tấm hình nào của chị hết vậy? Hay là em chụp cho chị nha. Thôi chị không chụp đâu. Một tấm thôi, chị tạo dáng đi em chụp chắc nha. Ừ.
Sao mặt chị căng quá vậy? Chị phải cười tươi lên chứ, cười tươi lên nha. Bắt đầu chụp nha. Nhìn chị mắc cười quá. Mặt xấu lắm hả? Thấy ghê quá. Em thấy chương trình này hay không? Ê, hai người chơi domino với em đi. Thôi, không ai chơi với người ăn gian như em á. Bà chơi tôi đi. Bà tính dụ tôi này cái gì? Đừng có mơ. Hai người kỳ cục quá à. Tôi chơi ăn gian có một lần thôi chứ bộ. Một lần thức tính, dạng lần thức tinh. Chương trình này vui quá. Có sao mọi người? Chào anh. Ủa mọi người coi cái gì vậy? Julian. À. Chơi giật tay với anh nha. Dạ dạ, em chào anh Ngọc. Mọi người chơi gì vui vậy? Đi em. Gì vậy? Sao không coi tivi nữa kìa? Anh Thái. Anh lụm cho. Dạ, cảm ơn anh. Ồ, domino này của em hả? Dạ, đúng rồi. Vậy chơi với anh dán nha. Dạ. Trọng nhị. Tới anh á. Đầu lục, đầu nhị hả? Ừ. Sao? Sao ta? Giờ lỡ bóp mà không có là ôm điểm nữa. Vậy anh báo không? Hay là anh đi hay anh thua? Từ từ em, để anh suy nghĩ một chút. Cái cờ này nó bác học, nó thâm thúy lắm. Sao ta? Lỡ bóp mà không có là ôm điểm nữa. Anh bóp nha. Rồi thôi anh bóp, để anh bóp. Này trước sau không phải bóp chứ mà lại ngồi gì hoài. Mà thôi đi, lỡ bóp không có ôm điểm nữa. Trời ơi, vậy cuối cùng anh quyết định thì sao? Từ từ để anh suy nghĩ chút xíu em, cờ này nó thâm thúy lắm, nó bác học dữ lắm. Em ấy đang cầm lá gì vậy ta? Nếu mình bốc nữa thua thì sao? Không được, không được manh động, phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Sao ta? Cuối cùng anh quyết định sao? Vậy anh bốc bài hay là anh thua hay là anh đi? Để em biết đường em đi. Em đợi nửa tiếng rồi đó. Từ từ đợi chút xíu đi em. Cờ này nó thâm thúy uyên bác lắm. Em không có dội được đâu. Nhiều khi một nước cờ phải suy nghĩ nửa tháng mới đánh ra đó. Trời ơi. Giờ sao? Thôi giờ bóp đi chứ sao. Không lẽ giờ giờ ngồi về hoài. Nhưng mà thôi đi, lỡ bóp không có ôm điểm nữa. Còn duy nhất một mình con chó.